Thưa quý vị, hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan báo hiếu, là nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Vào ngày này, nghi thức bông hồng cài áo là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó tưởng nhớ cha mẹ đã khuất, cũng là dịp để những người may mắn còn cha mẹ trên đời tỏ lòng biết ơn, thành kính, thể hiện tình cảm đẹp nhất, kính trọng nhất đối với bậc sinh thành. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vừa qua, chùa An Hải, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng long trọng đón các Phật tử về trước cửa Phật để thực hiện lễ cài hoa tưởng nhớ các bậc sinh thành. Buổi lễ đã ôn lại ý nghĩa Vu Lan báo hiếu trong truyền thống kinh điển của Phật giáo, đề cao công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ trong suốt cuộc đời và nhắc nhở đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu. Trong không khí linh thiêng xúc động, nỗi nhớ về cha mẹ càng dâng đầy. Có những người đã già nua, cũng có những người còn rất trẻ đã phải rơi nước mắt, hòa cùng cảm xúc vô bờ mà những người con hướng về cha mẹ, dù là người còn hay đã khuất bóng. Vu Lan ngày hôm nay thì thật sự là cảm xúc rất là xúc động. Và khi mà tham gia cái buổi lễ này thì nó giáo dục cho không những chị cũng như là các em đoàn sinh cũng như tất cả mọi người ở đây là cái lòng hiếu thảo, biết ơn cái đấng sinh thành của mình. Và đồng thời là cũng dạy cho chúng ta học được cách yêu thương mọi người được nhiều hơn, luôn trân trọng các tình cảm mà không những riêng cho cha mẹ mà cho những mọi người xung quanh. Em rất may mắn khi là còn cha và mẹ, và em nghĩ là từ nay về sau em sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất là cho ba mẹ em. Thực hiện đạo hiếu là bổn phận, trách nhiệm của mọi cá nhân chứ không phải của riêng ai. Nghi thức bông hồng cài áo là nét văn hóa mà mỗi khi nhắc tới là mỗi cá nhân đều cảm thấy thiêng liêng, biết ơn, là dịp nhắc nhở những người con dù bận rộn, bộn bề lo toan đến đâu thì vẫn luôn từng giờ, từng phút không quên báo hiếu cho cha mẹ, vì họ đã vất vả hy sinh, chắc chiều nuôi dưỡng bạn nên người. Hoa hồng tượng trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của con cái đối với bậc sinh thành, dù cho họ còn hay không trên cõi đời này. Về việc mà giáo dục cho các em biết về chữ hiếu, đây là một cái vấn đề mà nó rất quan trọng đối với tổ chức gia đình Phật tử. Vì nếu đoàn sinh gia đình Phật tử mà không có hiếu với cha mẹ thì coi như không phải là một Phật tử chân chánh được. Đây là một cái mà trong cái chương trình giáo dục của gia đình Phật tử luôn luôn chú trọng. Lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở những người con phải biết báo hiếu cha mẹ mình, coi đó là nhiệm vụ xuyên suốt, là trách nhiệm cao cả, thiêng liêng. Đây không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ của những người con Phật, mà đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đất nước, đồng bào nhờ tới ân đức hy sinh cao cả của các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc.